Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình làm cái clip để hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng cái tool mình vừa mới tạo ra trong những ngày qua. Thì ở đây mình có tạo ra ba cái tool ở trên cái nền tảng SEAD. Thì các bạn có thể tiếp cận bằng cách là các bạn vào trong cái tài khoản user là architect 1904 của mình, và các bạn vào trong cái mục là config UI, và các bạn sẽ thấy được ba cái tool này. Thì cái tool mình muốn làm ở trong cái clip lần này đó là cái tool đưa đồ nội thất vào trong một cái hình chụp của một cái không gian có sẵn, trống trải, phù hợp với những bạn mà đang làm phương án nội thất. Ví dụ các bạn đi hiện trạng, các bạn chụp hình hiện trạng một cái căn phòng trống như thế này. Sau đó thì các bạn có thể dùng iPad hay là máy tính bảng, các bạn chỉ cần dùng cái màu để các bạn định vị những cái mảng sơ bộ như thế này, và các bạn có thể đưa vào trong cái tool của mình, và các bạn chạy trực tiếp ngay tại ngoài hiện trường luôn để có thể ra được những cái phối cảnh nó sơ phát như này, để làm việc với khách hàng ngay tại hiện trường luôn thì rất là tiện, rất là tốt. Thì cái mục đích mình làm cái tool này ra nó là như thế, và mình public ra trên cái nền tảng CR thì mọi người có thể là sử dụng mà không cần đến cái máy tính có cấu hình quá mạnh, hay là không cần thiết phải ngồi ở trên cái bàn làm việc với máy móc với cấu hình tốt của các bạn. Chỉ cần kết nối mạng thôi là chúng ta có thể sử dụng ngay tại chỗ được. Tất nhiên nó phù hợp với việc cái câu chuyện là chúng ta tư vấn bước đầu cho khách hàng, thì chúng ta sẽ tạo được những sản phẩm như thế, hoặc là những cái sản phẩm dạng như thế này đó. Chỉ cần thông qua những mảng màu vẽ hết sức là sơ lược thôi nha các bạn. Thì cái cách làm nó sẽ như sau. Thì trước khi đi vào trong cái cách làm á, thì cái cách để các bạn có thể tìm được cái tool của mình đó là các bạn search tên của mình, và các bạn sẽ tìm đến cái tool này của mình. Và trong cái tool này của mình á, thì để lần sau các bạn tiếp cận nó dễ dàng hơn, thì nó có cái cách như thế này. Tức là các bạn sau khi các bạn đã tìm được cái tool của mình rồi, thì các bạn sẽ bấm vào cái mũi tên, cái trái tim ở đây, để các bạn đưa nó vào trong cái bộ là favorite của các bạn, ví dụ ở đây. Và các bạn có thể là tạo ra một cái folder để các bạn có thể quản lý những cái mà các bạn cảm thấy ưng ý. Ví dụ như các bạn đặt tên cho cái folder này là cái workflow chẳng hạn như thế ha. Và các bạn có thể đánh create. Thì sau khi các bạn đã đánh trái tim cho cái tool của mình rồi á, thì lần sau mà các bạn đi vào, ví dụ mình đang dùng một cái tài khoản khác không phải là tài khoản kia, thì các bạn vào trong cái tài khoản của các bạn ở trên trang SEAD, thì các bạn vào trong cái mục là favorite ở đây, và các bạn sẽ tìm đến cái tab là config UI, và các bạn sẽ có được cái phần cái bảng của bạn vừa tạo ra workflow, và những cái tool của các bạn đã bookmark vào thì nó sẽ nằm ở đây, và các bạn không cần phải đi tìm kiếm mất công nữa, bấm vào đây là dùng luôn. Thì cái tool này hiện nay nó mới SEAD mới chỉ hỗ trợ là sử dụng ở trên cái máy tính bàn là PC hoặc là laptop thôi. Thì các bạn có thể là tạm thời các bạn có thể sử dụng như thế. Thì đối với lại cái tốc độ mà nhu cầu như thế này thì mình nghĩ trong khoảng một tuần đến 10 ngày kể từ ngày mình làm cái clip này, thì SEAD cũng sẽ nâng cấp cái việc của sử dụng tool cho iPad hoặc là iPhone. Cái đó chắc cũng sớm thôi. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên là lưu lại cái tool này. Cái thứ hai thì cách sử dụng nó sẽ như sau. Đầu tiên thì các bạn có một cái bức hình của một cái công trình nó đang trống trải như thế này, tức là một cái bức hình hiện trạng trống trải sạch sẽ này thôi. Và các bạn có thể là dùng các cái công cụ vẽ để các bạn có thể là dùng cái màu xanh. Ở đây thì mình dùng cái code màu là cái màu xanh nha, màu xanh blue nha mọi người. Các bạn dùng cái màu xanh này. Thì các bạn mã của nó là 11255, nếu như các bạn muốn chỉnh đúng mã không thì các bạn cứ chỉnh về xanh blue là được. Và các bạn sẽ vẽ vào những cái định vị, ví dụ ở đây mình vẽ những cái bảng màu định vị theo cái kiểu là dạng như thế này. Ví dụ một mình dự định đây là một cái phòng ngủ, thì mình vẽ cái bảng màu theo cái kiểu gần giống như một cái giường, cái táp đầu giường, có cái lưng tựa đầu giường, rồi mình mong muốn là chỗ này có một cái rèm nữa, thì mình sẽ vẽ vào một số cái cấu kiện này, và mình sẽ lưu cái hình này lại. Thì đối với cái hình này mà sau khi mà chúng ta lưu về xong rồi thì chúng ta sẽ sang ở bên cái công cụ của mình, và các bạn sẽ thả cái hình nó vào trong cái mục đầu tiên là mục empty room này. Đó, các bạn sẽ thả vào đây. Đây. Các bạn upload cái hình nó vào trong cái mục đầu tiên này. Và nếu như cái sketch của chúng ta sơ lược, các bạn vẽ kỹ hơn thì càng tốt nha. Còn nếu như các bạn vẽ sơ lược như này thì các bạn chỉ nên để cho cái sức ảnh hưởng của nó khoảng 0.5.
Sau đó thì ở bên dưới này thì các bạn sẽ up một cái hình ở cái dạng cái mask lên chain này. Thì cái mask này nó có hai trường hợp xảy ra. Nếu như các bạn muốn làm nhanh, tức là làm nhanh luôn đỡ tốn công ấy, thì các bạn lấy luôn cái hình trên này các bạn upload xuống đây. Ví dụ như nếu như các bạn muốn làm nhanh thì các bạn sẽ upload luôn cả cái hình này xuống dưới đây làm cái mặt nạ. Thì cái mặt nạ này nó sẽ nhận diện cái mảng màu này và nó chỉ thay đổi trong này thôi, và còn tất cả những cái còn lại của cái phòng nó không thay đổi. Thì mục đích của cái tool mình tạo ra là chúng ta thêm vật dụng vào nhưng mà những cái còn lại của phòng, cái tường trần sàn này hầu như không không phải thay đổi. Thì đó là cái câu chuyện mục đích của cái tool. Thì đó là cái trường hợp mà chúng ta làm nhanh. Còn nếu như mà các bạn có muốn cho nó chính xác hơn thì tốt hơn hết là các bạn nên cho một cái mask nó ở cái dạng là cái phần màu xanh này thì giữ nguyên, mà cái background nó thì chúng ta sẽ cho nó là cái nền trắng như này. Đây, chúng ta sẽ cho nó một cái nền trắng như này, và các bạn sẽ dùng cái mask này các bạn áp vào đúng kích thước như ở bên kia. Đó. Như vậy thì ở đây để chính xác hơn thì mình sẽ dùng cái mask màu nền trắng và cái màu xanh nhé. Còn muốn làm nhanh ấy, thì lấy luôn cái này xuống cũng được. Rồi, đó là hai chuyện nha. Ở bên dưới này ấy, thì các bạn sẽ đánh vào những cái prompt mà các bạn muốn. Thì thông thường cái prompt ở chỗ này, nếu như bạn nào mà rành về prompt nó về câu lệnh thì các bạn cứ đánh ra hết những cái câu lệnh các bạn mong muốn. Còn nếu như các bạn nào không rành về prompt thì chỗ này mình chỉ cần mong muốn là các bạn đánh vào, ví dụ các bạn dự định là làm một cái giường, táp đầu giường chẳng hạn như thế. Rồi trên tab có đèn lam, đèn ngủ, cái đèn, đèn ngủ ở đây, rồi có thảm, rồi có rèm cửa, thì các bạn sẽ đánh vào. Ví dụ như đây mình bỏ đi bớt cái thảm này, rồi mình bỏ đi cái picture frame để tranh ở đầu giường mình không cần này, mình bỏ đi cái pendant light, mình chỉ còn giữ lại cái bed lam với lại cái trần thì mình để trần phẳng ha. Nếu như vậy thì các bạn chỉ cần đánh đơn giản như này thôi. Ở bên dưới này, nếu như mà các bạn có một cái định hình về phong cách thiết kế rồi, tức là định hình về phong cách thiết kế và các bạn rành về cái những cái prompt, thì các bạn sẽ đánh luôn một cái prompt hoàn chỉnh như khi mà các bạn làm việc với lại Stable Fusion bình thường. Còn nếu như trong trường hợp mà các bạn không có rành lắm về cái phong cách về cái đồ đạc thì mình sẽ để sẵn cho các bạn một cái nữa là các bạn sẽ áp cái hình tham khảo vào trong này. Ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn một cái hình tham khảo như là cái hình này, mình mong muốn là làm nó giống giống như là cái hình này thì mình sẽ lấy một cái hình tham khảo, và tốt hơn hết là cái góc nhìn của hình tham khảo với lại là các cái cấu trúc thì nó cũng tương đương với nhau, và chúng ta sẽ thả cái hình tham khảo nó vào trong cái ô này. Đó. Và cái sức ảnh hưởng của hình tham khảo này thì nó mình để mặc định là 1, còn nếu như các bạn muốn ít ảnh hưởng hơn thì các bạn sẽ cho con số này nhỏ xuống. Ví dụ trong trường hợp mà các bạn đã làm cái phần prompt ở đây nó kỹ kỹ càng rồi theo mong muốn của bạn, không cần phải tham khảo, thì các bạn cứ úp một cái hình tham khảo vào và để cho cái chỉ số này nó nhỏ thôi, 0.1, để cho tất cả các tool nó hoạt động. Còn nếu như các bạn có một cái prompt chung chung như thế này và các bạn mong muốn là nó có một cái gì đó nó ảnh hưởng bởi kiểu dáng bên dưới này, thì các bạn sẽ cho cái chỉ số của hình tham khảo nó tăng lên. Ví dụ như các bạn có thể bắt đầu từ 0.8 hoặc là bắt đầu luôn từ 1 giúp mình. Thì chỉ cần như thế thôi, thì các bạn sẽ bấm Generate và ngồi chờ khoảng 30 giây đến 1 phút thì nó sẽ tạo ra hai phương án chúng ta để chúng ta có thể là xem xét và lựa chọn. Thì đó là cái tool này. Thì sau khi nó chạy ra rồi thì chúng ta sẽ quan sát xem sản phẩm chúng ta nó có ổn hay chưa. Nếu chưa ổn thì thay đổi kết hợp với thông số ở đây, và mình sẽ trao đổi thêm với các bạn thêm hai cái bí kíp nữa để các bạn có thể là tạo ra được cái phương án này nó nhanh và nó chuẩn xác hơn nữa sau khi cái này nó chạy xong nha. Sau khi nó chạy xong thì chúng ta sẽ có được hai phương án, các bạn thấy là rất là nhanh, tất cả mọi thứ ở trong phòng đều giữ nguyên, còn khu vực mà chúng ta muốn làm thì nó sẽ đưa cái sản phẩm của chúng ta vào như thế này. Và cái độ phân giải ảnh thì mình đang để cái tool này là maximum một cạnh của nó là 1024 để cho các bạn đỡ phải chờ đợi lâu. Nếu như các bạn ưng ý thì các bạn có thể đem ra để các bạn upscale lên cho độ phân giải nó tăng lên. Thì đó là cái câu chuyện ở chỗ là chúng ta làm nhanh thì nó sẽ như thế này. Còn nếu như các bạn muốn cái công cụ của bạn nó chạy chính xác hơn theo đúng ý của bạn hơn thì các bạn lại làm thêm một cái thao tác hết sức là đơn giản nữa. Tức là như thế này, các bạn thay vì các bạn vẽ đọc cái mảng màu không thì các bạn cũng lại dùng các cái phần mềm vẽ các bạn vẽ nhanh. Ở đây thì mình vẽ rất nhanh nha, có thể ở điểm tụ về phối cảnh nó không chính xác lắm đâu. Mình
coi như đây là một cái giả lập thao tác ở ngoài hiện trường nha các bạn. Thì mình sẽ làm nhanh như thế này, mình thêm một vài cái nét đen nữa và sau đó thì mình sẽ upload cái hình đó vào trong cái phần sketch của mình. Ở đây mình sẽ đưa nó vào rồi. Rồi sau đó thì ở trong cái phần cái do cái này thì mình có sketch thêm một cái thảm nữa với lại thêm một khu vực này nữa, cho nên là cái vùng màu xanh nó cũng thay đổi. Mình sẽ update một cái hình mask mới, cái hình khu vực tạo mới ở đây, nó sẽ tương ứng với lại cái khu vực này. Và trong cái phần prompt bây giờ mình sẽ làm một cái prompt nó đầy đủ luôn, ví dụ như là bed lamp đúng không, rồi chúng ta sẽ có là táp đầu giường này, rồi chúng ta sẽ có cái thảm này, rồi chúng ta sẽ có cái bedroom interior. Thì bây giờ chúng ta sẽ thêm vào đây là một cái phong cách, ví dụ như mình muốn làm minimalism đúng không, style interior chẳng hạn như thế. Rồi nếu như các bạn có thể là đánh thêm một vài từ nữa, ví dụ như là high quality, rồi realistic chẳng hạn như thế ha, master. Nếu như mà các bạn đã đánh được đầy đủ như này rồi thì chúng ta sẽ hạ cái mức độ ảnh hưởng của cái hình tham khảo xuống cho nó nhỏ thôi, ví dụ như một con số nó lớn hơn không là để cho đảm bảo cho công cụ nó chạy thôi, chứ không để không cho nó ám ảnh vào quá nhiều cái phương án của chúng ta. Và chúng ta lại tiếp tục là bấm generate nhé. Và ở đây thì nếu như các bạn muốn là nó bám theo cái này nhiều hơn thì các bạn có thể là tăng cái con số này lên một chút xíu, ví dụ 0.6 chẳng hạn như vậy. Chúng ta có một vài cái nét vẽ rồi, chúng ta phải tăng lên, chúng ta bấm generate và lại chờ đợi một chút xíu để cho công cụ nó chạy ra phương án nha. Thì sau khi nó chạy xong thì các bạn có thể thấy là cái kết quả tạo ra được sẽ như thế này. Đây trong trường hợp này thì cái hình tham khảo chúng ta đưa vào nó chỉ mang tính chất là cho đủ cái thành phần của công cụ thôi, thì cái sản phẩm chúng ta sẽ tạo ra được cái cấu trúc của cái hình của chúng ta khi mà cải tạo nó cái kiểu kiểu như thế này nhá. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai, tức là nếu như các bạn muốn làm kỹ càng hơn thì các bạn sẽ thêm một cái vài cái nét vẽ vào trong cái sản phẩm của bạn thì chúng ta sẽ tạo được cái sản phẩm như thế này. Đây, mỗi là một lần bấm nhé, lần đầu tiên mình bấm thì sẽ ra như thế này, và lần thứ hai mình bấm như thế này. Và cái thứ ba đó là cái workflow thứ ba mình mong muốn. Nếu như các bạn có thời gian nhiều hơn thì các bạn cũng có thể là sử dụng một cái nền tảng thứ ba, ví dụ như là các bạn sử dụng một cái nền tảng như là cái Bing email để chúng ta có thể tạo ra những hình ảnh theo bằng prompt chúng ta như thế này. Ví dụ như mình tạo ra một cái phong cách một cái phòng, thì trong những cái hình mình tạo ra mình có một cái phong cách như thế này, mình sẽ có được cái đồ đạc vật dụng cái kiểu như thế này cho một cái phòng có góc nhìn nó giống với lại cái phòng của mình. Để mình làm gì, mình lấy những cái hình ảnh ở đây để làm cái stock image để mình đưa vào trong cái sản phẩm trong cái hình của mình. Hoặc là như cái ví dụ là một cái phòng khách trống như thế này, đây là một cái phòng khách trống, mình có làm cái cover photo cho cái công cụ này nha. Thì mình dùng Midjourney, mình dùng Midjourney để mình tạo ra một cái hình nó có cái góc nhìn nó tương tự như thế này, thì bằng cái thủ thuật là ở trong Midjourney nó có cái lệnh là làm cái phòng tương tự, thì mình có thể tạo ra một cái hình tương tự như này. Và sau khi mình dùng Midjourney mình tạo ra hình tương tự như này xong thì mình sẽ đưa vào trong Photoshop để mình cắt cái phòng này ra và mình ghép lại thành một cái, mình đưa vào trong cái này, mình mong muốn là thiết bị nó cũng tương tự, mình đưa cái phần tạo Midjourney mình đưa vào trong này trở thành một cái hình ghép sơ bộ như này. Và sau khi mình đã ghép sơ bộ như thế xong thì mình sẽ tạo ra những cái mask tương ứng và mình dùng cái hình đó để mình chạy ra các cái phương án. Thì nguyên tắc thì nó cũng như thế thôi. Chúng ta sẽ vào trong cái này, chúng ta sẽ đưa cái hình cái phòng mà chúng ta đã xử lý Photoshop vào, đó là cái hình mà ban nãy mình ghép đầy đủ cái vật dụng vào trong cái khu vực này. Rồi sau đó thì thực ra thì làm như thế này thì mọi người sẽ có một cái hình nó chính xác hơn. Sau đó thì mọi người vào trong cái phần Mask Builder này và mọi người sẽ upload cái hình cũng có nền trắng và màu xanh như là tương ứng với lại cái khu vực cũng thay đổi.
Và ở bên dưới này thì chúng ta sẽ đánh một cái từ ngữ, ví dụ như là chúng ta sẽ thay đổi cái phần câu cú ở đây, chúng ta sẽ làm một cái phòng nội thất về phòng khách. Chúng ta sẽ làm một cái phong cách ví dụ như là modern. Ờ, chúng ta sẽ có là cái ghế bành, thì chúng ta có cái thảm đúng không? Thì bộ chúng ta có thảm, chúng ta có đèn. Rồi chúng ta có curtain là cái rèm. Và trong cái phần hình tham khảo ở đây thì để an toàn hơn thì mọi người cũng có thể là đưa một cái hình tham khảo phòng khách bất kỳ vào. À, một cái phòng khách bất kỳ nha. Tất nhiên là khi mà mọi người vẫn như ban nãy, nếu như mọi người đã có một cái định hình rõ ràng về đồ đạc, về vật dụng thì mọi người, và về Chrome rồi, thì mọi người chỉ cần đưa cái hình tham khảo và để cho nó đầy đủ cái thông số của công cụ. Bấm thì cho công cụ nó có thể là chạy tốt đó, với một cái thông số rất là nhỏ thôi. Và do cái hình chúng ta nó đầy đủ đồ đạc, nó nhiều thứ như thế này ngon lành rồi, thì các bạn cũng có thể là tăng cái chỉ số của Control Next Strength ở trong trường hợp này lên. À, trong cái trường hợp này ví dụ như mình sẽ tăng lên đến 0.8 và mình lại bấm Generate nha, và lại chờ đợi nha. Thì sau khi mà bấm như thế xong thì chúng ta sẽ có được một cái phối cảnh nội thất rất là nhanh, và nó gần như chính xác theo mong muốn của mọi người về kích thước, về vị trí đồ đạc, về form dáng của đồ đạc. À, về phần màu sắc thì chúng ta cũng có thể thay đổi được màu sắc của những cái đối tượng đây, ví dụ đang làm rèm đen cũng để thay đổi sang rèm trắng ví dụ như thế ha. Thì mọi người sẽ đưa vào cái thông tin vào trong cái phần này. Rồi mọi người muốn là ghế coach bằng da thì mọi người sẽ cho vào trong này là leather. Rồi mọi người muốn cho cái thảm là màu be thì mọi người sẽ đánh vào đây là cái phần thảm là be fabric chẳng hạn như thế. Rồi cái đèn lam màu 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 trắng thì mọi người sẽ cho nó là cái đèn lam white lam, white curtain. Rồi mọi người lại tiếp tục, mọi người chạy tiếp đó. Thế lần này ví dụ như mọi người muốn cho nó tự nhiên hơn, mọi người có thể là cho cái chỉ số này nó giảm xuống, Control Next Strength của cái hình mặt thảm này cũng có thể giảm xuống được. Chúng ta bấm Generate nha. Và sau khi lần thứ tư chúng ta chạy ra như thế này thì chúng ta sẽ có được cái sản phẩm kế tiếp, nó được như thế này nha các bạn. Các cái vị trí đã được thêm vào, và trong khi đó không gian và chất liệu cơ bản của phòng vẫn giữ nguyên. Như vậy thì tóm tắt lại cho các bạn, thứ nhất là đây là cái công cụ mình tạo ra để giúp cho các bạn có thể làm rất là nhanh cái việc là đưa đồ nội thất vào trong những không gian trống có sẵn để phục vụ cho việc là lên concept nhanh. Và sử dụng cho cái tool này thì chúng ta có ba sử dụng công cụ này chúng ta có 3 trường hợp. Nếu như các bạn muốn làm cực kỳ nhanh thì chúng ta sẽ có trường hợp thứ nhất, đó là chúng ta có thể là vẽ định vị nhanh bằng những cái bảng màu này, bằng bất kỳ một cái app vẽ nào. Trường hợp thứ hai đó là nếu như các bạn có thời gian, các bạn tỉa tót hơn thì thêm một vài nét để định vị hình dáng, form dáng của vật dụng vào nữa thì càng tốt. Và cái trường hợp thứ ba đó là khi mà các bạn có đủ không gian và thời gian thì các bạn cũng có thể là bằng mọi cách các bạn dùng các cái stock image để các bạn thả vào trong để tạo ra một cái bức hình mà nó tương đối hoàn chỉnh này. Sau đó thì các bạn lại làm cái form và các bạn sẽ tạo ra cái phương án của các bạn. Thì đó là 3 trường hợp. Và cái công cụ này mình tạo ra theo cái nhu cầu thực tế của người dùng. Nên trong quá trình mà các bạn sử dụng công cụ này, các bạn có những cái cảm nhận về công cụ, các bạn có những sản phẩm bằng cái công cụ mình tạo ra, và các bạn có những cái góp ý, có những cái góp ý đối với công cụ của mình, thì các bạn có thể là liên hệ với mình, comment ở trong dưới cái clip YouTube của mình, hoặc là có thể liên hệ trực tiếp với mình để góp ý, để mình dựa vào đó mình sẽ cải tiến cái công cụ cho nó, thứ nhất là hiệu suất của nó tốt hơn, cái thứ hai là nó đáp ứng được nhu cầu sử dụng của bạn nhiều hơn nha. Đây là cái phiên bản đầu tiên thì hy vọng là các bạn đón nhận và các bạn sẽ sử dụng và có nhiều cái phản hồi đối với mình để mình cập nhật chỉnh sửa công cụ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái clip chia sẻ sau. Và cái clip hướng dẫn tạo ra công cụ này mình sẽ upload lên trên YouTube trong vòng 2 ngày tới nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.